14 nguyên tắc cơ bản để bớt ngu đi, khôn ngoan hơn. Sau đây là 14 nguyên tắc cơ bản cần phải biết ngay. 1. Chỉ cần làm những điều bạn nói. Nếu bạn kết cái gì đó, hãy chăm chú vào nó. Nếu bạn hứa điều gì, hãy thực hiện nó. 2. Nói cảm ơn. Cuộc sống rất công bằng, vì thế đừng hành động như thể thế giới này nợ bạn. Nếu ai đó giúp đỡ bạn, hãy cảm ơn họ. 3. Đúng giờ. Luôn nhớ về câu nói, đến sớm 5 phút là đúng giờ, đến đúng giờ đã là muộn, và đã muộn thì không thể chấp nhận được. 4. Sử dụng ngữ pháp thành thạo. Đây là lời cảnh báo rất rõ ràng. Nếu ai đó không thể đánh vần chính xác, chấm phẩy câu hợp lý, hoặc cấu trúc một câu như thế nào, thì rất có thể anh ta chưa được dạy dỗ tốt, thiếu sự tập trung đến các chi tiết nhỏ, không thể tập trung tới công việc. Với bất kỳ cách cắt nghĩa nào, sai ngữ pháp vẫn là một vấn đề thực sự cần cải thiện. 5. Học cách nói xin lỗi. Có sai sót mới là con người. Chỉ cần bạn nhận ra nó, mọi người sẽ chẳng để bụng. Lời xin lỗi cho thấy bạn có để tâm đến sự việc, khiêm tốn, biết tự nhận thức. Thật khó để diễn tả chính xác từ xin lỗi có giá trị như thế nào. Hãy thử nghiệm nó. 6. Hãy chủ động. Chúng ta đều có cùng một lượng thời gian như nhau, một ngày 24 tiếng. Bạn có thể may mắn hoặc ngẫu nhiên có được tiền bạc, tình yêu, tình bạn hoặc những cơ hội. Hoặc bạn có thể cố ý tạo ra chúng và thực hiện chúng. Đó là sự lựa chọn mỗi ngày của bạn. 7. Đặt câu hỏi tại sao. Những người thông minh nhất trên thế giới biết rằng họ chẳng biết gì, và họ không sợ việc trong mình ngu dốt thế nào. Nếu bạn không hiểu, hãy hỏi tại sao, cho tới khi bạn hiểu nó. Kỹ thuật đơn giản này là thuốc giải lớn nhất cho sự phi lý và những thứ không thể giải thích được. 8. Biến im lặng thành bản chất. Đó là lý do bạn có hai tai và chỉ có một miệng. Nếu bạn không có điều gì ý nghĩa để nói, hãy ngậm miệng lại. 9. Đặt kỳ vọng. Công thức rất đơn giản. Hạnh phúc bằng thực tế trừ kỳ vọng. Thay đổi thực tế là việc rất khó, đặt kỳ vọng là việc dễ dàng. Đừng hứa suông và hãy lấp đầy thực tế bằng sự hạnh phúc. 10. Nhận trách nhiệm. Việc chứng minh rằng người khác sai không phải là phương pháp hiệu quả để tìm ra chân lý. Khi bạn giành chiến thắng trong trò chơi mang tên đổ lỗi thực tế, bạn đang tự đánh mất đi giá trị của bản thân mình. 11. Nói không. Cuộc sống là một trò chơi chi phí cơ hội. Nếu bạn nói có với thứ này, bạn đang nói không với một thứ khác. Có các ưu tiên rõ ràng, hãy theo đuổi cơ hội bạn lựa chọn và nói không với những thứ khác. 12. Học, học nữa, học mãi. Nếu bạn thức dậy sớm mỗi ngày để cố gắng, để có được một chút kiến thức, chẳng bao lâu sau bạn sẽ thấy mình tiến bộ. Đọc, hỏi và lắng nghe. Nếu điều gì đó mâu thuẫn với thế giới quan của bạn, hãy đào sâu hơn và xác định xem bạn nên nắm bắt lấy nó hay loại bỏ nó. 13. Hướng tới sự đơn giản. Một chút đơn giản hợp lại sẽ thành thứ phức tạp. Một lời nói dối trắng trợn có thể khiến bạn bị sa thải. Một ít tin đồn có thể làm hỏng một tình bạn. Một nụ hôn nhẹ có thể kết thúc một cuộc hôn nhân. Có đủ các vụ tư lợi nhỏ có thể dẫn tới phá sản. Nếu được một lựa chọn, hãy luôn chọn sự đơn giản. 14. Mường tượng ra những viễn cảnh. Khi mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, thì nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. Sớm đọc được những dấu hiệu về số phận của bạn là rất quan trọng, để bạn có thể chủ động thay đổi theo tình hình mới, tránh lâm vào tình cảnh chết đứng như tử hải. Con người cứ đấu đá nhau đi, để rồi khi trải qua sóng gió, cay đắng ngọt bùi mới biết đủ là tốt. Kính thưa quý vị, con người ta khi đi qua sóng gió mới trân quý những ngày tháng bình yên, trải qua cay đắng ngọt bùi mới biết đủ là tốt. Những tài nguyên vật chất trên thế gian này là hữu hạn, nhưng ham muốn dục vọng của con người lại là vô hạn.
Vì vậy một người nếu thực sự muốn hạnh phúc và vui vẻ thì phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân, biết đủ và có thiện niệm. Thời xưa có một câu chuyện kể về một người biết đủ như thế này. Nghiêm Quân Bình là người triều nhà Hán, thông hiểu kinh dịch, đạo Lão Tử, làm nghề xem tướng tại thành phố Thành Đô. Hàng ngày ông đều xem tướng cho rất nhiều người, luôn luôn răn dạy mọi người tín nghĩa trung hiếu. Mỗi ngày kiếm được 100 đồng, cảm thấy đủ dùng, ông liền đóng cửa hiệu bói và chuyên tâm đọc sách Lão Tử. Nhà văn nổi tiếng thời Tây Hán Dương Hùng lúc còn trẻ đi theo ông học tập đã nói: đức hạnh của Quân Bình tiên sinh đủ để ngăn chặn lòng tham, khuyên nhủ người đời, cũng giống như những người sống ẩn dật thời xưa. La Sung là người nước Thục, vì thấy Nghiêm Quân Bình có tài có đức nên đã chuẩn bị xe ngựa, y phục, lương thực và tiền bạc khuyên ông ra làm quan. Nhưng Quân Bình nói: ta có thừa mà tiên sinh chưa có đủ, tại sao người chưa đủ lại đến cung phụ người có thừa? La Sung nói: trong nhà của ta có nhiều vàng bạc mà tiên sinh một chút lương thực để dành cũng không có, sao có thể nói là có thừa được? Quân Bình nói: ta đã từng ở trong nhà ngài, thấy ngài ngày đêm bận rộn mà đạt được những thứ ấy, chưa từng có lúc nào thấy thỏa mãn. Hiện tại ta xem tướng, không cần xuống giường mà tiền cũng đến, còn dư thừa mấy trăm, bụi bám dày một tấc, không biết dùng làm gì. Rõ ràng là ta có thừa mà tiên sinh thì chưa có đủ. Quân Bình đã từng xúc động nói: gia tăng tài vật để làm gia tăng tổn thương tinh thần của ta, rõ ràng tiếng tăm của ta cũng có thể giết chết ta. Quân Bình sống đơn giản như vậy cho tới hơn 90 tuổi mới qua đời. Từng nếm trải chua cay mặn ngọt mới biết rằng bình thản thật tốt. Từng kinh qua mọi cảnh thịnh suy mới hiểu rằng biết đủ là tốt. Vắt kiệt tâm tưởng mới biết hồ đồ là tốt nhất. Con người trải qua sự tôi luyện của năm tháng mới bình hòa và khoáng đạt hơn, ít đi những lời sắc nhọn và bao vướng mắc. Ngày xưa nổi trận lôi đình, ai nói thế nào cũng không nhẫn được. Ngày nay tức giận, chớp mắt quay đầu nhìn lại, đã thấy chẳng cần thiết phải như vậy. Thời gian dần xóa nhòa những ngông cuồng thuở thiếu thời và lắng đọng lại ấm lạnh riêng cõi lòng ta. Thời trẻ chỉ vương một chút nỗi đa sầu đa cảm, cũng thấy lòng thổn thức mãi không nguôi. Sau khi trưởng thành, ta mới học được cách càng đau càng cố giữ cho nét mặt mình không biến sắc, càng khổ càng giữ cho lòng mình trầm lắng, tĩnh tại. Ban đầu ta hồ đồ mà giả như đã tỏ tường, sau này ta tỏ tường lại giả như hồ đồ. Có một vài việc nhìn rất rõ nhưng chẳng thể nói rõ. Có một số người ta hiểu rất sâu nhưng đoán chẳng nhìn thấu tâm can họ. Có những cái lý nghĩ chẳng thể thông nhưng cứ làm thì lại thuận. Cứ ngỡ rằng thế giới thuần khiết ấy, thế mà sự đời chẳng giống như nguyện ước. Cứ muốn mọi sự viên mãn nhưng chẳng được tròn tâm nguyện. Cứ muốn lòng người giản đơn nhưng sao lòng lại chứa cả bầu tâm sự. Muốn bình an và tự tại, vì sao con người lại không thử buông xả mọi buồn phiền? Kính thưa quý vị, ai cũng biết hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng sự bình an và tự tại. Đây là ước mơ của cuộc đời mà con người chúng ta ai cũng mong mỏi đạt tới. Theo vòng quay thời gian khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn. Con người luôn lo toan và tất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn, thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải điều dễ dàng. Bởi vậy, tại sao có rất nhiều người giàu sang, đạt được những gì mình mong muốn nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc? Bởi họ luôn gặp phải căng thẳng, đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có. Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng thì có rất nhiều người tìm tới nguồn cội tâm linh như đi chùa lễ Phật để cầu may, cầu an, hoặc đọc những cuốn sách Phật Pháp với mong muốn tìm về sự bình an và giải tỏa những bế tắc. Khi Đức Phật còn tại thế, ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn đã trả lời rằng: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cuộc sống mỗi con người chúng ta
chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi luẩn quẩn trong u mê và phiền não? Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân, si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận, có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Nhưng hãy hiểu rằng buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Là người con Phật, chúng ta buông xả nhưng phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người. Để bồ đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để vẫn chu toàn mọi việc, mọi bổn phận. Tất cả được làm với tấm lòng bao dung mở rộng, như một vị Bồ Tát xử sự theo tinh thần từ bi hỷ xả. Còn đích đến nào tuyệt vời hơn khi biết tìm lại và trở về với chính cuộc sống nội tâm của chúng ta, để trở về với sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi tâm hồn trong sáng, vui vẻ là chúng ta đang tiến dần tới mục tiêu thành công của cuộc sống mà chúng ta mong đợi. Chúng ta làm việc sẽ tốt hơn, sống đam mê hơn, nhân hậu, tha thứ và rộng mở, học thêm được nhiều điều. Song quan trọng nhất là chúng ta được hạnh phúc, nhận được yêu thương khi biết buông xả. Có lẽ đó chính là quy luật và cũng là nghệ thuật sống, mang lại sự bình an cho mỗi người.